Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm ha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để giới thiệu cho anh em về những cái công cụ dụng cụ tại cửa hàng Tiến Phát 876 Lạc Long Quân, phường 8 Tân Bình, Hồ Chí Minh. Thì anh em biết rồi đó, những cái công cụ mà bên Suruminco thì mình đã dời về bên đây rồi, nhưng mà nói chung bán cũng gần hết rồi, cũng không còn gì nhiều đâu nha. Bên Inco hả, anh em biết là tổng luôn 16 kệ Inco ha, gồm có những cái công cụ dụng cụ á, mà bây giờ ở bên đây bán sạch bông hết. Mà Inco cũng hết hàng luôn. Bây giờ bên đây có hàng mình treo công cụ, rất là nhiều công cụ luôn anh em ha. Mấy cái máy của Dewar là dẹp luôn rồi, giờ là treo công cụ luôn. Nhưng mà hiện tại giờ chưa có vào lựa được nha. Nói chung là mấy hôm nay anh em biết tình hình Covid nó rất là căng thẳng luôn. Bên mình thì thông thường khoảng tuần lễ test nhân viên lần. Còn mấy thời điểm mà nếu như mà có khách hàng hoặc là tiếp xúc với F0 á, thì cứ 3 ngày test lần. Đó, do vậy thì test liên tục luôn anh em ha, để làm chi, để mình loại ra được, ví dụ như có đứa em nào nó có dính đó thì cũng cho nghỉ ha. Và cũng may không có em nào bị hết, vẫn ok hết, tất cả đều ok hết nha. Thì bây giờ nó công cụ nhiều quá thì mình sẽ đi giới thiệu cho anh em từng, nói chung cái gì mà mình cảm thấy bán ok đi ha, mình sẽ đi giới thiệu cho anh em nha, chứ không có giới thiệu hết được nguyên cái giải trên đây được. Công cụ ở đây nó rất là nhiều luôn. Rồi nói về kìm đi ha, nói về kìm đi thì kìm cách điện, kìm cắt mà cách điện 1000V nó của hãng Inco nè. Cái dòng này thì 132.000, kìm thì bán rất là chạy luôn nha. Kìm cắt cách điện 1000V ha, 180mm 7 inch là bằng thép CRV, hàng công nghiệp cho anh em. Đó, cái dòng này đó là cái dòng Heavy nha. Dòng này bán rất là ok nè. Cái dòng này nó có hai dòng, một dòng phổ thông và một dòng cách điện. Thì cái hãng Inco này, cái hàng mà phổ thông nó ráo rất hết lâu lắm rồi anh em ơi, giờ chỉ có cách điện thôi nha. 132.000 Inco nó hàng nó về không có liên tục. Rồi kế tiếp nữa, đây là kìm răng cách điện 1000V của hãng Total. Kìm răng này nó là 7 inch nè. Kìm răng này có 153.000 nha. Kìm răng nó mắc hơn, 153.000 kìm răng cách điện 1000V đó. Nếu như anh em xài điện không cần xài điện 1000V đó, điện gia đình đó, thì chúng ta có thể mua cái kìm này. Kìm cắt này có 95.000 thôi nha. Kìm này anh em xài cũng là chuẩn cách điện nè ha, xài gia đình rất là ngon. Bên mình cũng đang có cái đang xài 220V thì gia đình xài cái này là ok rồi ha. Đó, cái mẫu hoặc là mẫu này, hai cái mẫu này là của hãng Inco, là nó bỏ mẫu rồi nha, nay mai nó bỏ mẫu đó, hàng này nó không có về nữa. Rồi đó là về kìm. Cái tiếp nữa thì ở trên đây, đây thì nó có một cái bộ này là cái bộ dây ha, bộ dây dành cho đồng hồ điện anh em. Dây này có 86.000 thôi. Ví dụ anh em mà xài cái đồng hồ điện á, đồng hồ điện điện tử á, mình sẽ gắn dây này vào đồng hồ đo điện á nha. Đó, thì mình gắn dây này vào nè, dây nó dễ bị hư á, thì chúng ta có thể mua dây rời chúng ta gắn vô. Dây này của hãng Total loại dài này ha, 86.000. Đó, còn đây là cái kéo đa năng, kéo làm bếp đa năng của hãng Inco. Chọn kéo nhìn đẹp giá mang luôn. Kéo rất là nhiều chức năng ha, làm bằng thép không rỉ. Rất rất nhiều chức năng trong đây, ví dụ làm cá nè, rồi làm bấm hạt ha, rồi khui nắp nè. Đây nè anh em, khui đồ hộp với đây nè anh em, khui bia nè. Rồi nè anh em khui sữa nè. Rồi chúng ta kẹp ở những cái hạt ốc này nọ ha. Rồi chúng ta đây làm cá, làm bếp nè ha. Nói chung dao này dao đa năng, kéo cắt đa năng ha. Kéo này có 68.000 thôi anh em ơi. Kéo này bán chạy lắm, làm bằng thép không rỉ, 68.000 chọn nhìn kéo thấy ghiền luôn á. Anh em nhìn nó tay cầm ha, đẹp ghê chưa. Thực ra hãng Inco bán rất là ok anh em á, nhưng mà hàng nó đứt nhiều quá, đứt hết rất là nhiều luôn, nên không có hàng để bán. Rồi kế tiếp nữa gì đây, mình li qua một chút ha. Rồi đây là một cái keo 2, 4, 6 cái keo nến có 35.000 của hãng Total à nha. 6 keo nến 35.000 hãng Total, bỏ rẻ cực kỳ luôn. Loại dài nha, loại dài tới 2 tấc luôn, 200mm 6 keo nến đó. Nay mình xung quanh cái kệ đi ha, đó là 6 keo nến á. Để mình coi sau lưng mình cái súng bắn keo của hãng Total như nó cũng hết ráo luôn rồi sao á. Súng bắn keo của hãng Total thì mình chỉ còn có loại này thôi, loại này loại 100W nè nha. Loại này có rẻ lắm anh em, loại này có 100.000 thôi
ha, 100W 100.000 xuống bằng keo nè nha. Đó, anh em có thể mua cái keo này qua cái keo đó cũng được, hoặc là dùng bằng pin ha, một pin 12V pin cầu total thì đang giá 170.000 cái nha, hoặc là pin 20V, pin 20V thì giá là 270. Máy này xài pin lợi hại lắm nha, chúng ta không cần điện đâu, cắm pin chúng ta xài. Anh em lưu ý khi xài bật bật lên nha, chứ nếu mà chúng khi nào xài thì ta bật lên, ta bật liên tục mình để lâu á là nó sẽ bị chảy keo đó. À, chứ nó không có tự ngắt đâu, nó không có tự ngắt nha, anh em xài thì nên bật lên ta bắn. Đó, đó là hai cái súng này mình thời kết hợp chung với cái keo bên đây. Ok ha. Rồi. Kế tiếp đây là cái kìm tuốt dây điện mỏ quạ nha của hãng Total. Kìm tuốt dây điện mỏ quạ của hãng Total nè, giá 143.000. À, kìm tuốt dây điện anh em ha, mỏ quạ 143.000 cây. Rồi hoặc là kìm tuốt này. Kìm tuốt này thì 70.000 thôi anh em ha, kìm tuốt 70.000 thôi. À, kìm tuốt để em gạt nó rút ra nè. Ok ha. Đó. Hoặc là cái đây là cái con kéo da kéo cắt cành của hãng Total đây nha. Cái kéo này giá 102.000. À, mẫu mới ha, mẫu mới thiết kế cái cán đẹp hơn nè. Hơn trăm là 2.000 cho kéo cành thôi. Thì anh em lưu ý giùm mình cái chỗ này ha, mấy cái công cụ này là mình giới thiệu thời điểm này là nó chưa có tăng giá nha. Mình giới thiệu cái công cụ thời điểm này là nó chưa có tăng giá, thì sau hết cái đợt này nè, nó có tăng giá thì sau này mình báo lại ha, những cái số lượng trên đây thì còn nằm trên kệ thôi nha. Còn sau này mà nó có tăng mình về cái lô mới á, nó không có lâu đâu anh em ha. Nó đã áp dụng giá mới rồi tại mình chưa có về. Thì do là còn mấy cái này trên đây thì khi nào cái mã nào nó về giá mới thì áp dụng giá mới nha, mã nào về giá cũ thì còn giá cũ mình để giá cũ, đem lưu ý giùm nha. Đó thì giống cái tiêu đề mình sẽ để á nha, cập nhật những cái sản phẩm mà đang tồn kho áp dụng giá cũ, anh em có mua thì mình liên hệ, còn áp dụng giá mới rồi thì nó sẽ cao hơn nha, lưu ý giùm. Rồi cái tiếp nữa đây là cái dầu xịt nha, cái dầu xịt của hãng Total, dầu xịt dài nè, dầu xịt hơi giá 55.000 em ha, dầu xịt hơi hãng Total giá 55.000 nằm đây. Thì mình sẽ làm nhiều cái video hơn tại cái cửa hàng mình công cụ nhiều lắm. Rồi cái tiếp nữa ở đây là cái dụng cụ mỏ hàn chì ha, mỏ hàn chì dùng pin 20V in cầu Total đều được hết nha, giá 195.000. Nên lưu ý giùm nha, mấy cái này đều là giá cũ hết, số lượng còn như đây hết như đây là mình về là giá mới nha, không còn cái giá này nữa. Do vậy những anh em nào xem những video sau 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 đó, thì anh em lưu ý giùm mình cái nha, không còn những giá này, nó chỉ áp dụng trong vòng khoảng cỡ 2-3 ngày thôi nha. Rồi 195.000 nha cho cái này. Kế tiếp nữa thì nó đây là cái kìm cách điện mỏ nhọn nè, này còn con cái 124.000, cách điện mỏ nhọn 1.000V của hãng Total nè ha, dài sọc luôn nha, 8 inch nè, 124.000. Mình đi một vòng nào mình thấy ok là mình giới thiệu cho anh em ha. Rồi gì nữa đây, đây hồi này có một bộ à, bộ thì bán hết rồi, về lô mới nó áp dụng giá mới rồi anh em ơi. Đó nha, mấy cái dầu xịt này là hàng công nghiệp ha, dòng công nghiệp giá 135.000, dầu sen nhiều chế độ ha, nó có nhiều chế độ ở đây. Thì trên đây nó cái dòng này là dòng công nghiệp nha, nhìn nó đẹp lắm, dòng công nghiệp nhìn cái tay cầm, nhìn cái độ ở trên nhìn thấy mượt mà, anh em cầm anh em bóp đã nữa ha, mình xài cũng có cái xài trên đây nó sướng lắm ha, 135.000 dầu sen nha anh em, dòng này xài sướng lắm. Rồi kế tiếp đây là cái bộ tua vít, bộ vít này giá 132.000 ha, bộ tua vít này nó 24 chi tiết. Đây 24 chi tiết ha, nó gồm có vít ba ke, vít dẹp, rồi những bộ vít nhỏ đây nè, rồi những cái đầu này ha, để chúng ta xài những vít nhỏ lớn đầy đủ ha. Đó, một bộ như thế này đây, 24 chi tiết giá có 132.000 thôi. Một cái vít dẹp BH2, một cái vít dẹp, một cái vít BH2 thép service nha, một cái đầu vít nhỏ này xài cho cái giải này, và cái cây vít bì, cái giải này xài cây vít bì cùng ha, giá 132.000 nha, 132.000. Rồi đây là cái tua vít bẻ cong. Okay, tua vít này có thể bẻ cong được ha, giá 66.000 của hãng Total. Tua vít bẻ cong 66.000. Đây là một cái bộ đá mài. Ủa sao có một bộ vậy? Thôi sẵn một bộ thì báo giá một bộ. À, đây đây đây. Ủa này có tôn sen rồi. Ở à, đây nè, đây đây đây, đây. Còn nè. Rồi, ở đây còn 4 bộ ha. Đây là bộ đá đá mài dành cho cái máy mài thẳng anh em, cốt 6 ly nha. Cốt 6 ly. Một bộ này giá có 36.000 thôi. Nha, nó gồm 5 cái chi tiết trên đây nha, dụng cái đá mài. Đó, giá 36.000 cho cái bộ này. Đó, anh em mình có nhu cầu thì mình có thể mình mua này, mình gắn vô cái máy mài thẳng của mình á để mình mài. Còn đây là một bộ mũi khoan sắt 4 cây, 1 ly rưỡi, 2 rưỡi, 3 rưỡi, 4 ly. Dòng này chui chuẩn lục giác, chuẩn ngắn anh em. Dòng này chỉ khoan sắt, khoan gỗ, khoan nhôm, khoan đồng thôi, không có khoan inox.
đó, khoang nhựa ha, alu đó, anh em muốn khoan khoan giá 54.000 cho bộ này nha, 54.000 cho bộ này rồi đó. Rồi dưới total ha, total cũng có giống y chang nè, cũng 54.000 thôi ha, cũng size giống vậy, 1,5 ly, 2 ly, 2 rưỡi, 3 rưỡi, 4, 4 ly anh em ha, cũng chưa chuẩn đụng giá hết, 54.000. Rồi đây là một cái bộ mũi khoan sắt, một bộ mũi khoan sắt giá có 134.000 thôi anh em ơi, 19 chi tiết khoan sắt nha. Khoan sắt thì ngoài sắt ra thì anh em có thể khoan nhựa nè, khoan gỗ nè ha, khoan gỗ thì nó anh em khoan từ từ thôi, từ 1 ly nè, ly rưỡi, 2 2 rưỡi, 3 3 rưỡi, 4 4 rưỡi, 9 9 rưỡi đến 10 đó, nó chạy dài như vậy anh em ơi ha, 19 chi tiết mà giá có 134.000 thôi, hàng của hãng Inco. Anh em có thể chụp cái màn hình lại nha, để này bán cho nó dễ. Rồi ở đây còn một bộ này áp dụng giá cũ nè ha, một bộ áp dụng giá cũ 122.000 rẻ dưới trời. Một cái bộ này là bộ mũi khoan 10, một cái bộ này mũi khoan ha, nó gồm là 16 chi tiết, trong đó nó có là 2 4 6 mũi khoan sắt, 2 4 5 mũi khoan tường và 6 mũi khoan gỗ nha. Khoan sắt gồm 2 3 4 5 6 8, khoan tường gồm 4 5 6 8 10, khoan gỗ gồm 4 5 6 8 10. Ok anh em ơi, 16 cái bộ mũi khoan, 2 4 5 mũi khoan gỗ, 5 mũi khoan tường và 6 mũi khoan sắt nha. Rồi, một bộ này giá rất là bèo luôn, có 122.000 thôi, số lượng còn một bộ, áp dụng giá cũ nha, anh em nào mua thì mình liên hệ. Rồi, qua đây có cái cọ này giá bèo nhà luôn nè. Cái cọ này rất là phù hợp để chúng ta làm trong ngành cơ khí, anh em cần tẩy rỉ sét hoặc là tẩy gì dơ anh em ha, cọ này cọ thép nè nha. Cọ này giá có 25.000 cái cọ như thế này thôi nha. Cái cọ cái bản này nó to hơn của người ta sen anh em á, 25.000 thôi. Rồi qua đây cái dòng này là cái kìm bấm lỗ dinh nịch của hãng Inco, kìm bấm lỗ dinh nịch giá 94.000 nha. Tay cầm làm bằng thép không rỉ anh em á, nó đẹp lắm, cứng cáp, anh em bỏ vô anh em bấm dinh nịch nha. Cái này bấm dinh nịch da thôi anh em, không có đem bắn đi bắn bấm sắt được nha, không có được đó. Rồi kế tiếp đây mấy cái dồi, dồi xịt nè. Nè, mấy cái dầu này anh em để gắn vô để tưới cây, tưới lan rồi nè, nó xa 130.000 cho một cây. 130.000 một cây của hãng Inco và hãng Total giá là 138.000. Hãng Total giá 138.000 ha, anh em gắn cái dầu nước vô đây, rồi anh em mở cái van này lên là sạch nè. Mở cái van này lên là sạch ha, gạt xuống là tắt. Mở lên là sạch nè, gạt xuống tắt, gắn cái vào nước vô đây nè ha. Trên đây có nhiều vòi sen, nhiều chế độ nè trên đây nha. Đó anh em thấy không? Rất là nhiều chế độ nằm ở trong đây luôn để chúng ta có thể chúng ta sạch 9 chế độ ha. Đó, cái cây này dài là 28 inch. Đó, giá là 130.000 cho cái hãng Inco và 138.000 cho hãng Total. Thì nó như nhau thôi, còn giá khác nhau thì do cái hãng giá khác nhau thôi ha, còn nó như nhau thôi. Rồi. Rồi gì nữa đây? Túi ha, túi thì quá trời quá đất rồi, túi cái hãng Total nè. Túi này quá trời đẹp luôn anh em á. Túi này giá bao nhiêu đây? Túi này thấy không ghi giá. Túi này có nguyên cái đế nhựa, đế cao su nè, họ cứng cáp cực kỳ luôn, túi đẹp cực kỳ luôn ha. Mấy đứa em này không ghi giá ta, không giá thì giờ mình thua rồi mà không có trách được nha. Đang quay buổi tối thôi, để khi khác đi, ngày hôm sau đi, mình sẽ cố gắng mình làm cái video như thế này nhiều hơn, tại không cầm bàn nữa nó nhiều quá. Cầm này cũng giới thiệu chi tiết cho anh em rồi ha, anh em dễ hơn. Rồi cái túi này là 513.000 nè anh em, cái túi nhỏ này nè. Cái túi này là 513.000, cái đế nó phủ cao su, trời ơi đẹp giá man luôn. Cái đế này, cái cao su này cứng cực kỳ luôn nha. Nó nguyên cái đế này là đế cao su dập xong rồi nó mai thêm những cái đây nè, nó lên tới viền một khúc này nè. Đó, chúng ta sắp. Trời ơi, 513.000 cho cái túi này, túi 16 inch nha. Túi 16 inch. Đó. 16 inch nha. 16 inch nó tính cái chiều dài nè. Nha, 513.000 cho cái túi này. Rồi. Cái kệ nha, cái giải kệ này thì mình đi có còn gì nữa không ha. Đây những cái kéo cắt tôn, kéo cắt tôn đây ha, kéo cắt tôn này của hãng Total nè, 190.000 một cái nha. Kéo cắt tôn này mẫu mới Total ha, 190.000. cái dòng này cắt được inox 0.8 nha, 0.6 thôi, cắt inox 0.6 thôi, còn cắt tôn 0.8 thôi nha, không cắt dày lắm đâu. Rồi cái kéo này của cái cắt tôn của hãng Inco nè, Inco kéo này giá 150 anh em á, 150 kéo tôn cô 150. Còn kéo quắt tôn của hãng Total này giá 190.
Cái bên này là kéo này cũng cái to thôi, 115 ngàn ha, là nhỏ hơn đó. Hoặc lên xíu thì đây có cái cưa cành, cưa xếp của hãng Total 99 ngàn, thép SK5 nha, thép SK5 đó, phát kết cắt, cắt nhanh ha, long lai rồi tuổi thọ bền rồi đó, lâu ha, sẽ lâu ha đó. Cưa xếp này có 99 ngàn thôi, giá cũ nha anh em ơi nha, tranh thủ mua thì mình ấy còn có ba cây à, hết ba cây này mình về cái bảng giá mới rồi nha, về giá mới áp dụng giá mới hết rồi nha, này là số lượng còn có mấy cây thôi. Kế bên cưa xếp này của hãng Inco luôn, cũng 99 ngàn ha. Inco Total thì nó khác nhau cái màu vậy thôi nè, đồng giá luôn anh em á, cũng là thép SK5, cũng phách cũng nhanh đi chang thôi, không khác gì ha đó, hãng thiết kế với Mitsui rồi. 99k kéo các ống nước, kéo các ống nước của hãng Total giá là 163 ngàn nha anh em, 163 ngàn. Sau này thấy con cây vậy rồi 163 ngàn nha. Còn đây là những cái kéo mà có thể cắt giấy cắt giải không nè nha, kéo này dài, kéo này dài tới 275 mm anh em ha, giá là 48 ngàn nha. Còn cái kéo này, mấy kéo này bán lắm nha, kéo này dài là 215 mm, giá có 34 ngàn thôi, rất là rẻ luôn. Kế bên của hãng Total, Total 33 ngàn, dài là 215 mm hết ha, 33 ngàn, rất là đẹp. Rồi cái Eke ha, Eke nhựa 65 ngàn. Eke này nó là bằng một loại, nó không phải mà nhựa thường, nên một loại fit vậy đó, nó cũng cứng lắm, cứng cáp nha, 18 inch, có 18 cm, 7 inch ha. Đó, cái dòng này để chúng ta cặp cử nhựa rồi chúng ta đưa vô chúng ta làm thao tác hôm nay mang ngành mộc mình đồ á, xài ok, có 65 ngàn cho cái cây nhựa này thôi ha, khá là đầy đủ rồi. Còn đây là những cái đầu khẩu á, những cái đầu khẩu dài, những cái đầu khẩu ngắn của Tôn Sen cũng còn để đây, lưỡi cưa ok ha. Rồi đây là cái dao xếp nè, ôi dao xếp còn con cây à, dao xếp của hãng Total, dao xếp này 72 ngàn ha, 72 ngàn. Cái dao xếp này kèm 5 cái lưỡi trong đây anh em á, 5 cái lưỡi trong đây, một lưỡi trong đây là 6 cái nè, cái thân này bằng nhôm nha, thân nhôm, dao xếp có 72 ngàn thôi anh em, còn có hai con rồi nha, giá cũ thì 72 ngàn, anh em có mua thì mình cứ liên hệ nha, để nó về cái giá mới rồi thì cập nhật lại nha, nó không có đúng nữa. Rồi đây là con dao ha của Total luôn nè, 77 ngàn thôi nha, con dao này trang bị chúng ta là 6 cái lưỡi ha, 5 cái lưỡi trong đây và một cái lưỡi nằm ngoài, nằm là trong bên lao dao sẵn là 6 cái, 77 ngàn thôi ha. Cái giá này lâu rồi nha, cái giá này là cũ đó, còn là 4 cây nè, nên mình mua mình liên hệ nha. Rồi cái giá này dao 77 ngàn nha. Kế tiếp cái dao này cán như này là nhựa ha, đây là con dao cán nhôm nè, dao cán nhôm giá 87 ngàn kèm 5 lưỡi nha, con dao này chỉ kèm 5 lưỡi thôi, 87 ngàn đó. Rồi anh em mua nó dao Total 87 ngàn hoặc dao in Total 77 ngàn ha. Cái tiếp đây là con dao dòng này giá là 91 ngàn ha, hỏi trượt đây mà, hỏi trượt cái dòng này nó sẽ là lưỡi SK5 nha, lưỡi SK5 đó. Giá này là 91 ngàn kèm 5 lưỡi, rồi thân bằng nhôm nha, dao này thân bằng nhôm. Kế tiếp đây là cái con dao mà 73 ngàn anh em, dao 73 ngàn đây, cán nhựa làm khá dày lưỡi tổ chản luôn nha, nó kèm 5 cái lưỡi trong đây nha anh em, 5 cái lưỡi trong đây giá 73 ngàn đó. Rồi cái kéo, kéo cắt điện của hãng Inco, kéo này giá 41 ngàn, 41 ngàn ha, còn con cây à. Rồi cái tiếp đây cũng là kéo cắt điện luôn ha, giá 68 ngàn, kéo cắt điện 68 ngàn. Cái kéo này là dài là 178 mm nha. Rồi kế tiếp đây là kéo cắt điện luôn mà dài này là cũng 178 mm, mà thiết kế cái lưỡi nó to hơn, kéo này mà cái này là dài tới 200 mm, chứ lộn, 200 mm nha anh em, kéo nó dài 200 mm, giá 74 ngàn ha. Cái này nó khác nhau nha, cũng là kéo lồng điện thôi, nhưng mà cái dòng này là 200 mm dài 178 mm, 178 thì giá là 68, còn 200 mm giá 74 ha. Còn cái này kéo nhỏ, cái nhỏ này thì giá rẻ hơn, có 41 ngàn thôi, cái này còn có một cây thôi. Nếu mà về lô mới thì nó áp dụng giá mới rồi nha, không còn giá cũ nữa. Đây là cái con dao Inco ha, con dao này khá là đẹp luôn anh em. Cái dao này với con dao này nó giống nhau nè nha, hai con này nó giống nhau nè. Cái giá con này thì 69 ngàn, ôi sao rẻ vậy ha, cũng là 5 lưỡi SK5 anh em á, 5 lưỡi SK5 nằm trong cái đây nè, và một cái lưỡi nằm trong cái dao này là 6 lưỡi,
nha, có 69.000 thôi, số lượng còn có 2-3 con thôi nha. Ừ, đây là cái búp giò điện ha, giò như nóng như nguội á, thì 150.000 cho cái búp giò này ha. Anh em nào làm thợ điện là nó phải có con cây. Chúng ta thông thường ta làm thợ điện sống á, em dọn cái là anh em biết nó có điện hay không. Ví dụ anh em giò nó là dây nguội thì anh em bóc vô ok, còn nếu mà giò dây nóng bóc vô là bật ngửa đó nha. À, dây nóng thì nó kêu tít tít tít, à, còn dây nguội thì nó không có kêu, nó vậy đó. Rồi bút thư điện của hãng Kinko thì giá quá trời rẻ luôn nha. Cái bút thư điện này bán nhiều lắm, có chị cửa hàng vô mỗi lần là lấy mấy chục cây đó ha, không biết giá gì làm gì quá trời quá đất luôn. Cái bút nhỏ này 12.000 nè, bút lớn là giá này có 15 10 mấy đứa em này ghi chữ đẹp quá, không biết 15 18 này. 15.000 anh em á, bút nhỏ là 12, bút lớn là 15. Bút lớn nó chiều dài nó là 190 mm nè nha. Đó, như này bút thư điện nha. Bút nhỏ nè, nhỏ này có 12.000 thôi. Đó, total vậy có 12.000 thôi nha. Ừ. Rồi qua đây ha, mấy cần siết. Mấy cần siết thì đây cần siết 1/4, cần siết 1/4 giá là 102.000. Chiếc tự động 1/4 ha. Cần siết 3/8 137.000 của hãng total nha. Đó, 137.000 total. Nên lưu ý giùm mình nhắc lại lần nữa nha, mấy giá này giá cũ trên kệ thôi nha. Nhập về luôn mới giá mới rồi đó. Chứ để mất công tuần lễ sau hoặc là mấy sau mình gọi hỏi lại, ủa sao mà báo giá khác, giá quảng cáo giá khác nữa mất công ha. Bởi vì nó đã tăng giá rồi anh em ơi. Rồi cái gần siết 1/2 này giá là 185.000 ha, của hãng Inco nè. 185.000 nha, cần siết tự động. Mỏ lết mini của hãng Inco. Giá 77.000 ha, mỏ lết này cái ngàm có thể mở ra tới 25 thôi anh em nha. Mỏ lết này nó nhỏ xíu xíu hơn, làm bằng thép CRV nha. Cái dòng này thì nó là thép CRV ha, dòng này dòng nhỏ 150 mm là cái chiều dài ha, 150 mm. Rồi lớn hơn xíu nữa thì có hãng Total. Total thì nó làm cái dòng này là lên tới 200 mm 8 inch nè. Dòng này 6 inch ha, 6 inch là 1,5 tấc, này 8 inch là 2 tấc. 8 inch giá là 121.000 anh em ha. Đó. Hãng Total khả năng có mở 8 inch là lên tới 30 thôi nha. 30. Rồi lớn xíu nữa thì cái này là lên là nó to đùng luôn rồi. Lớn xíu nữa thì cái con này nó là tới 12 inch hay 300 mm, giá là 190.000. Khả năng mở lên tới 40 nha, con lết này là mở tới 40. Rồi. Ok ha. Ở trong đây có một cái rổ luôn nè ha, một rổ những cái đầu vít nè, anh em có thể mua những cái đầu mũi khoan đa năng này, bên mình bán này nhiều lắm. Ha, mỗi lần mình về là mấy trăm cái mũi như thế này nè. Mũi khoan đa năng này anh em khoan tường, gạch men nha. Anh em lưu ý mũi khoan này anh em đừng có dùng tóc cao xài nó không có ngon đâu, quay tóc chậm thôi nha. Anh em để tóc chậm thôi tại nó ăn ngọt lắm. Mình tóc cao mình không có kìm, cái tay mình run cái giật cái là nó gãy, nó mẻ mũi á nha. Chúng ta khoan thì khoan khoan gạch men, ta bỏ nước vô xài cho nó bền đó. Cái khoan này mình mũi khoan này mình test test rất là nhiều lần rồi nên mình không có test nhiều nữa. Này được cái là chuẩn như lục giác luôn, bỏ mấy con vít là ngon luôn, chuẩn ngắn. Rồi mình có 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly ha. Những mũi này, mũi này thí dụ như 6 ly thì 35.000, 8 ly là 40.000, 10 ly là 50.000 ha. Rồi 4 ly, 5 ly mỗi mũi là 30.000 mũi đó. Mình mua thì cứ lựa vậy thôi ha, mua lựa thì thôi, cái mũi giống vậy nè anh em về khoan. Mũi càng nhỏ thì khoan tóc vừa thôi nha, đừng có nhanh quá anh em ha. Chứ nhiều lúc anh em đưa vô quất rất là, tại cái độ ma sát nó cao, nó làm cho nhiệt nó cao ha, nó làm những cái mũi cái này thì chúng ta không có tay kỹ là nó sẽ dễ bị mẻ. Đầu này nó cứng lắm, học kiếm cứng cực kỳ luôn. Rồi hoặc là những cái đầu vít của The World nằm ở đây, đầu vít nằm ở đây ha, nó có đầy đủ ở đây. Rồi hoặc là kẹp nhựa, à, kẹp nhựa của hãng đây, kẹp nhựa này ha, 25.000 cái, hoặc kẹp nhựa này. Cặp nhựa này 20.000 một cái. Rồi trên kệ như đây thì giới thiệu vậy thôi anh em á. Anh em nào qua hoặc là cũng 24 phút rồi ha. Qua ngày hôm sau đi mình sẽ giới thiệu cái kệ kế bên. Bên đây ha. Bên đây còn nhiều lắm nè. Đó 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 đó. Bây giờ mình đi vòng anh em xem á. Nói chung là công cụ mà mấy cái kệ đều quơ thì dẹp hết rồi, dẹp máy hết rồi. Đó. Bên đây ha. Nó đều dẹp máy hết, giờ chỉ còn là treo những tùm lum hết luôn. Đó. Những cái hàng, những cái công cụ của hãng Tân Lây bán hết luôn rồi, không có về nữa.
bên đây cũng vậy nè, anh em á, còn có mấy cái nè. Mấy cái này thì chắc nhiều bữa mình sẽ làm những cái video show off những cái hàng tân lay này. Đó anh em thấy ha, đó, show off rồi này, hôm nhiều bữa đi ha, nhiều bữa thì mình sẽ làm cho anh em. Ở đây thì có những cái bay, nó bay của hãng Tuncen rồi, đây thì có những cái kệ của Unica hợp dít rất là nhiều. Đây là những cái hộp dít nó rất là nhiều đây ha, này còn làm thêm mấy cái video nữa mới hết nổi, mới làm có giải bên kia thôi để nó lâu quá anh em coi cũng đó. Còn đây là kệ của DSA nằm ở đây nha. Hiện tại giờ giờ thì do bên mình bên đây thì khách chưa có vào lựa được nên nên còn hơi lung tung ha, khi nào mà ổng ổng mình sắp xếp cho vào được thì khi đó sẽ sắp xếp lại hàng hóa một chút anh em ạ. Sau đó sẽ sắp xếp hàng hóa lại một chút. Đây mấy cái khò ga nè, khò ga mấy nay bán khủng hoảng luôn à, nhiều lúc ngày bán 100 cái này mà thời cao điểm ngày bán 100 cái, còn mấy hôm nay thì nó đỡ rồi, bớt rồi. Đây là 100.000 cái khò ga nha, khò ga đơn. Hàng này của anh em ha, lưu ý hàng này của hãng Covea nha, Covea nên xài rất là ngon đó. Khò ga này có 100.000 cái thôi. Khò này dùng để hàng thao được nha anh em á, này cái công dụng mình để hàng thao nè, đây nè. Ông này ông đang hàng thao nè, ông cho thêm một cái bột nè, một cái the nè, rồi cái que nè ha, để chúng ta hàng thao đó nha. Hàng của Covea ha. Hàng này bán rất là chạy. Rất là chạy tại vì nó rẻ có 100.000 thôi, anh em ghé cứ lấy cái khò ga. Lấy cái khò ga ha, lấy có 100.000 cái thôi à. Thì cái gò này nó xài rất là ngon, nó bán nhiều lắm. Khỏi ra này bán nhiều lắm, khỏi ra đơn thôi. Hoặc là ổ điện thôi thì cũng 70.000 cái ổ như thế này. Cho anh em á, ổ điện này 70.000, ổ điện này nó sẽ tới 5 ổ luôn, anh em muốn xài phích gì cũng vô được hết nha. Ổ điện này anh em xài phích nào cũng vô được, phích dẹp Makita rồi phích ba chấu mà dẹp của Úc vô láng hết nha. Phích nào nó vô cũng được hết á nha. Đây nè, phích này hai ba cái đầu này nè, ba cái đầu này đầu tròn nè. Ngoài ra anh em cắm dẹp cũng được, anh em lưu ý cái chuẩn nha, chuẩn cái chuẩn mấy chuẩn này nè, mà anh em xài những cái đầu mà cũng đầu tròn luôn, mà cái chuẩn mà hơi nhỏ thì nó vô hơi lỏng ha, loại cái đầu đầu công nghiệp loại lớn á thì vô nó bót kín cực kỳ luôn, làm bằng cao su dẻo ha, nó không có bể quăng lung tung luôn. Mình có cái xài bền lắm, xài không thấy nó hư, xài hoài luôn. Hoặc là phích cắm, đây phích cắm này em vậy ha, 35.000 cái ha, phích cắm nè 35.000 cái. Cắm vô là cứng ngắc luôn anh em ơi. Vít cắm này ở đây cái cao su mềm nè ha, có nắp này nó cứng nhưng mà nó cũng bền, nó không có bể ha. Anh em quăng thoải mái luôn. Những anh em mà đi công trình nào đó, chúng ta thảy lên thảy xuống rồi đó, gặp mấy ổ điện kia chịu đâu nổi, bể hết. Thì thông thường người ta sẽ chuyển qua cái này, 35.000 cái này nha. Hoặc là xài cái ổ này rồi ổ mềm nè, ổ điện nè, còn vít cắm ổ điện ha. Tính ra hàng bộ này có nhiều, có 105.000 thôi mà xài nó bền đó. Hoặc là cái bộ bộ này, cái bộ này thì bộ khoan, bộ mũi khoan taro nè, mũi khoan taro luôn, hàng no name nha anh em, hàng này hàng no name, nó có ma dạch nữa nè, nhưng mà no name thì giá có 135.000 thôi nha, 4 5 6 8 10 nha. Nó sẽ có những cái mũi khoan nó vừa khoan taro luôn, khoan sắt thôi đó nha, khoan sắt thôi. Đây mấy này bán cái máy này cũng ngon nè, cái máy này máy mài mũi khoan của Osito nè đó, chuyên mài mũi khoan luôn, giá 1.330.000. Anh em bỏ mũi khoan vô chúng ta mài ha, từ là 3 ly cho đến 12 ly đó. Máy này đá sẵn luôn nha, cái máy này là đá vô tư, anh em mua đá anh em không có sợ, không có sợ không có đá. Nhiều khi anh em mua hỏi mấy máy mài lúc trước còn bán nha, hỏi nhiều khách hỏi máy mài này có đá về chưa, dạ chưa về anh, là không có mua đó nha, không có mua đó, bởi vì không có đá thì anh đâu không có mua. Kỳ này về là đá bao la luôn, đá là không sợ hết luôn á, mà đá nó hơi mắc, 250 một cục đá như này mà. Ủa, đá có mấy ông này mắc giả man thiệt. Thì nói chung cũng phải thôi, tại vì nó sản xuất tại Trung Quốc, nó nhập qua Úc mới về Việt Nam à, chứ không phải đem từ từ chứ nó không phải đem đem từ từ từ, từ Trung Quốc về nha. Anh em thấy cái tờ trên cái sản phẩm đó không, hàng này hàng nội địa của Úc, nên nó cái sản phẩm của nó là trên đây nó có chữ hotline nè nha, customer nè, service hotline nè ha. Đó thì Úc á số này, còn New Zealand là số này, anh em thấy không,
chỉ bán trong nội địa Úc thì nó mới kèm theo cái này. Có gì người ta gọi cho nó, gọi cho số này để mình phản ánh về chất lượng sản phẩm ha. Còn về khi mà đem về Việt Nam rồi thì mình đâu gọi số đó được ha. Nên chất lượng của từ Úc về anh em cũng yên tâm nha. Rồi ok, thì video thì nửa tiếng rồi, vậy đi anh em á. Anh em mình mua sản phẩm nào có liên hệ thì mình nói trước luôn về anh em á, về giá hiện tại bây giờ thì mình sẽ cập nhật những cái giá này trên cái kệ thôi nha. Còn nay mai 1-2 ngày sản phẩm mà nó hết á, về mới là phải bán giá mới đó nha, chứ nó sẽ không còn cái giá nãy giờ mình báo ở đâu. Bán catalog giá mới có sẵn hết rồi nè. Bản giá nè, cập nhật nè anh em, từ ngày 15 tháng 1 2021 á, giá mới hết luôn rồi. Thấy giá mới hết rồi nè, em thấy không đó, tất cả in cầu tô tàu đều là giá mới hết rồi nha. Nên mình sẽ bán là những cái còn còn trên kho thôi nha, còn trên kho thôi. Thì giờ cửa đang đóng ha, đang đóng rồi mình mới làm video này cho anh em coi. Rồi một nữa cảm ơn nha, xin chào và hẹn gặp lại.